Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri huyện Nam Sơn và huyện Lâm Hà sau kỳ họp của Quốc hội. Hơn 70% nông sản Lâm Đồng được sơ chế, chế biến. Ứng dụng thông minh cho du lịch Đà Lạt. Đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở miền núi. Ấm áp tình người trong hoạn nạn. Người giáo viên vượt qua bệnh tật của bản thân để gắn bó với các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của Quốc hội, hôm nay ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đại biểu Quốc hội Can Nhiễu đã tiếp xúc với cử tri xã Roman, cán bộ công chức huyện Nam Sơn và xã Gia Lâm huyện Lâm Hà, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan cùng tham dự. Cử tri các địa phương đã được đại biểu Quốc hội thông tin kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức vụ Chủ tịch nước. Quyết định về các vấn đề về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018-2019 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Xem xét thông qua 9 dự án luật, một nghị quyết, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn thuộc phạm vi quản lý điều hành của các bộ ngành, đồng thời thực hiện nhiều nội dung quan trọng khác. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng, năm 2018 đã tổ chức 25 hội nghị hội thảo lấy ý kiến góp ý các dự án luật. Công tác giám sát, khảo sát được thực hiện đảm bảo. Hoạt động tiếp xúc cử tri đồng bộ trọng tâm với 48 điểm tiếp xúc, ghi nhận hơn 5.000 lượt ý kiến, qua đó phân loại và gửi 69 vấn đề gửi đến Quốc hội. 55 kiến nghị đến Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng xem xét. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp Quốc hội thứ 6 được thực hiện đầy đủ, tham gia diễn đàn Quốc hội với nhiều ý kiến, góp ý xây dựng luật, tranh luận chất vấn các vấn đề có nội dung tính thực tiễn cao, được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, có phần thành công vào kỳ họp. Phấn khởi đánh giá cao kết quả kỳ họp, cử tri huyện Đâm Sông kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về công tác quản lý đất đai, các quyền sử dụng, thu hồi đất vùng trung tâm huyện dọc tuyến quốc lộ 27 và địa bàn xã Roman. Cử tri cho rằng thời gian cấp giấy sử dụng đất cho bà con quá lâu, gây khó khăn về quyền lợi của người dân. Công tác quản lý xây dựng nhà ở, quy hoạch. Cử tri cũng đề nghị cần duy tu sửa chữa đường giao thông bằng lăng quốc lộ 27, bởi tuyến đường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đi lại và phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài ra, vấn đề về cải cách hành chính nông thôn mới cũng được cử tri phản ánh. Tại huyện Lâm Hà, cử tri đề nghị nhà nước cần đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, phát triển cơ sở hạ tầng, cải tạo tuyến giao thông tỉnh lộ 725 xuống cấp nghiêm trọng, quản lý cấp quyền sử dụng đất, xây dựng nghĩa trang, đảm bảo môi trường, đặc biệt cần tăng cường quản lý san gạt đất. Liên quan đến quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, cử tri cho rằng thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng, tác động đến môi trường rừng. Vì vậy, các ngành chức năng phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tạo lòng tin trong nhân dân. Đại diện các ngành liên quan của tỉnh và chính quyền các địa phương đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trả lời kiến nghị cử tri huyện Đâm Sơn và Lâm Hà, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận và đánh giá cao nội dung mà cử tri phản ánh. Đây là những vấn đề xác đáng đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời trả lời nội dung của nhân dân. Đồng thời đề nghị các ngành của tỉnh và chính quyền địa phương cần nhìn nhận cụ thể vấn đề bà con phản ánh, nhất là lĩnh vực đất đai, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ rừng, xây dựng đảm bảo môi trường, kịp thời tháo dỡ, giải quyết và thông tin đến người dân kết quả xử lý. Đối với những nội dung khác, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổng hợp và trình Quốc hội và các bộ ngành xem xét giải quyết. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác ban chỉ đạo 138 chính phủ do ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã làm việc với đoàn. Trong năm 2018, bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể, thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của đất nước, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và đạt được những kết quả tích cực. Trong án giảm 13 vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt trên 83%, trong án khám phá 100%, việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai trên diện rộng, hướng về cơ sở với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và các địa phương.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với nhiều hình thức, nội dung phong phú, duy trì có hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tạo khí thế áp đảo tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tại buổi làm việc, tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị đề xuất với Ban chỉ đạo 138 Chính phủ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Như các bộ ngành cần nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa các quy định về lập hồ sơ, đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đối với các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực hành chính. Đề nghị Bộ Công an tham mưu Chính phủ đưa quán bar vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh về an ninh trật tự để phục vụ công tác quản lý, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Cần tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của các tổ chức ngân hàng nhằm quản lý xử lý tình trạng tín dụng đen. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, đề nghị Ban chỉ đạo 138 của tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, tăng cường nắm bắt tình hình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tăng cường các biện pháp phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các huyện, thành phố. Cần sơ chế chế biến nông sản trước khi đưa đi tiêu thụ để nâng cao giá trị cho nông sản Lâm Đồng. Ứng dụng Đà Lạt City là công cụ hữu ích trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay để Đà Lạt trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn ấn tượng đối với du khách gần xa. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản địa phương, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 trên 90% nông sản được sơ chế chế biến, trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt từ 50% trở lên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.650 cơ sở sơ chế chế biến nông sản thực phẩm, trong đó 910 cơ sở sơ chế chế biến rau, 149 cơ sở chế biến chè, 326 cơ sở sơ chế chế biến cà phê, 4 cơ sở chế biến điều, 5 cơ sở chế biến quả, 37 cơ sở chế biến artiso, 222 cơ sở chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định mô hình trung tâm sau thu hoạch làm dịch vụ sơ chế nông sản cho người dân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy. Hiện nay đang triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình trên vào sản xuất. Nhờ vậy, tỷ lệ sản phẩm nông sản qua sơ chế chế biến của tỉnh Lâm Đồng đạt trên 75%, trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt trên 20%, và Lâm Đồng đặt chỉ tiêu đến năm 2020 đạt trên 90%. Trong đó chế biến bằng công nghệ tiên tiến đạt từ 50% nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản địa phương. Thưa quý vị, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, mỗi năm Đà Lạt đón hàng triệu du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc quản lý đăng ký dịch vụ du lịch chưa được thuận tiện và hoàn hảo để làm hài lòng du khách. Đặc biệt khi Đà Lạt đang đặt mục tiêu xây dựng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương trợ giữa ba đối tượng chính là du khách, doanh nghiệp và chính quyền. Vì vậy, ngày nay với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì việc xây dựng các giải pháp ứng dụng du lịch thông minh là vô cùng cần thiết, nhằm góp phần xây dựng một hệ thống du lịch chất lượng cao phục vụ du khách. Phóng sự sau của nhóm phóng viên thời sự sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Khách sạn Đà Lạt Plaza, một trong những đơn vị vừa ứng dụng phần mềm du lịch thông minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt triển khai để quảng bá cho doanh nghiệp mình. Đơn vị này cho biết, tôi chỉ mới tham gia gần 2 tháng, nhưng phần mềm này có nhiều ưu điểm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá dịch vụ, thu hút du khách mà không phải tốn phí cho các trang web quảng cáo như trước đây. Với một doanh nghiệp thì thấy cái phần mềm này rất thiết thực. Cái thứ nhất là về những cái thông tin mà của doanh nghiệp có thể đến với một vị khách nó thiết thực hơn, nghĩa là nó nhanh hơn. Bên cạnh đó thì những cái thông tin mà của doanh nghiệp mà muốn quảng bá hay là PA về cái đơn vị của mình thì nó được tốt hơn. Phần mềm chính thống mà bên mình thì thường thường là qua những cái trang OTA
những cái trang mà mình có thể là mình bỏ phí ra để mình duy trì. Còn về phía cái phần mềm bên VMT mà cung cấp á, thì hoàn toàn miễn phí. Không chỉ có những cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, mà hệ thống các quán cà phê, cửa hàng buôn bán đặc sản Đà Lạt cũng được tham gia miễn phí ứng dụng phần mềm du lịch thông minh do Đà Lạt triển khai. Tuy chỉ mới áp dụng trong thời gian chưa lâu, nhưng đa số các doanh nghiệp đều tỏ ra hài lòng với phần mềm này nhờ tính tiện ích, giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo chuỗi liên kết phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tại vì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm đó thì em thấy là nhiều người biết tới doanh nghiệp của mình là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình đưa các chương trình khuyến mãi này, các chương trình ưu đãi cho khách hàng thì sẽ được thu hút được nhiều khách hàng hơn, mà hàng hóa của tụi em nó cũng đi rộng rãi hơn. Là phần mềm được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc VNPT Lâm Đồng xây dựng và triển khai, với mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành một thành phố du lịch thông minh, thân thiện, làm hài lòng du khách. Vì thế, để tìm hiểu thông tin về du lịch Đà Lạt, thông qua hệ thống Internet, du khách chỉ cần click chuột vào trang web dalatcity.org. Tất cả những câu hỏi đi đâu, ăn gì, mua gì, trên các lĩnh vực lưu trú, đặc sản, lữ hành sẽ nhanh chóng giải đáp những thắc mắc mà du khách còn băn khoăn. Cái này là cái một trong những thứ mà em nghĩ là các tỉnh khác, các nơi khác nên áp dụng luôn. Tức là thành phố nên triển khai ra một website giống như thế này. Thì khi đó thì khách du lịch người ta đến, người ta biết là đây là website chính thống, không có sợ bị lừa đảo hoặc là tăng giá tiền này kia. Sản phẩm dịch vụ trên website thì rất là đa dạng. Em thấy là có đồ ăn này, có những điểm du lịch này, có những cái sự kiện luôn. Và những nơi cái tham quan có thể đến tham quan, ví dụ như là chợ Đà Lạt này, ví dụ như là chợ Hoa này, vân vân. Thì đó là những cái mà em nghĩ là rất là thú vị. Và đối với em nói thật là em chia sẻ với em là người đầu tiên mới đến Đà Lạt luôn. Thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy nó thú vị nhất. Tại vì mình không cần phải đi đâu cả, trong một cái website hoặc là trong một cái ứng dụng đều có. Nên là mình không cần phải tốn nhiều thời gian để đi tìm ở đâu hết. Với một cái trang web mà có đầy đủ những thông tin như nhà nghỉ, nơi ở vân vân, quán ăn này nọ, thì sẽ rất là giúp được các bạn để có thể mà không tốn nhiều thời gian mà cũng có thể một cái nơi tin tưởng để mình có thể là mình biết được cái nơi mình đi, biết cái nơi mình ở chính xác hơn. Và nó không kiểu như tránh cái trường hợp là lừa dối hay là nó bị sai thông tin nữa. Và nó rất là phù hợp cho các bạn trẻ ở nhiều nơi để mà tham quan thông tin nữa. Ứng dụng du lịch thông minh Đà Lạt City hướng tới 3 đối tượng chính. Đó là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, quảng bá thông tin, giúp du khách có nhiều lựa chọn về các dịch vụ khi vui chơi nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt những ý kiến phản hồi của du khách để có những chấn chỉnh kịp thời, từ đó nâng chỉ số hài lòng của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Đối với phần mềm này, thì nó tổng thể nó đi sâu hơn tất cả các cái phần mềm khác. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Đối với du khách, họ đến đây, thì họ sẽ vào cái phần mềm này, họ biết hết tất cả những cái dịch vụ của thành phố Đà Lạt này, về ăn uống, về vui chơi, về mua sắm và các điểm tham quan. Rõ ràng với định hướng xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố du lịch thông minh, lấy con người làm trọng tâm, với 3 chủ thể là doanh nghiệp, du khách và cơ quan quản lý nhà nước, thì phần mềm ứng dụng Đà Lạt City đang được triển khai chính là công cụ hữu ích trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, để Đà Lạt trở thành điểm đến thật sự hấp dẫn, ấn tượng đối với du khách gần xa. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơn bão số 9 vừa qua không đổ bộ trực tiếp vào địa phận tỉnh Lâm Đồng, nhưng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên tại một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, thiệt hại nhiều diện tích rau màu trên địa bàn huyện Đơn Dương, trong đó hai xã Pró và Ca Đơn bị thiệt hại nặng nhất. Tại hồ Pró, lưu lượng nước về hồ quá lớn, nước chảy qua tràn ở mức gần 1 mét. Do đó hầu hết các cánh đồng ở hạ lưu thuộc địa bàn xã Pró, xã Ca Đơn đều bị ngập từ 0,5 đến 1 mét rưỡi. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Đơn Dương có trên 70 ha rau màu bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường cầu cống hiện vẫn bị ngập. Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đơn Dương đã triển khai các biện pháp phòng tránh, bố trí lực lượng trực gác tại các điểm trọng yếu, đường và cầu bị ngập như cầu Suối Cát xã Pró, đập Nghĩa Bình xã Ca Đơn, cầu Ông Thiều xã Tu Tra, không cho người và phương tiện qua lại nhằm tránh sự thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Hiện nay tại khu vực tổ 1, khu phố 1 Lữ Gia, thành phố Đà Lạt có 4 cây khuynh diệp xuất hiện tình trạng gãy tét cành, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi đường và học sinh của trường Chi Lăng sau giờ tan trường.
Một số cây xanh ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu và một số tuyến nội ô của thành phố Đà Lạt cũng xuất hiện tình trạng tương tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người dân. Ban quản lý rừng Lâm Viên cho biết, hiện nay rừng nội ô trên địa bàn thành phố Đà Lạt có khoảng 451 hectare, trong đó hầu hết là rừng thông. Việc đốn hạ cây già cỗi, các tỉa cành, kiểm tra cây có dấu hiệu bất thường được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2018 đến nay, đối với cây xanh tại đường Lữ Gia, Huỳnh Thúc Kháng và một số khu vực khác, hiện nay vẫn chưa triển khai thực hiện do quá trình thi công chặt hạ đang vướng đường dây điện trung thế, hạ thế và các đường dây dẫn tín hiệu của các viễn thông đi gần bên dưới tán cây. Ban quản lý rừng Lâm Viên cho biết sẽ tiếp tục có công văn đề nghị Điện lực Đà Lạt, Học viện Lục quân và các đơn vị liên quan thực hiện việc cắt điện, xử lý hạ thế các hệ thống dây điện, dây dẫn của các viễn thông, giải phóng mặt bằng để tiến hành chặt hạ cây. Tránh trường hợp cây ngã đổ, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 27C, Cục Quản lý Đường Bộ 3 đã có thông báo thực hiện hướng dẫn phân luồng điều tiết giao thông đường đèo Khánh Lê từ Lâm Đồng đi Nha Trang và ngược lại. Do ảnh hưởng của bão số 9, đoạn đèo Khánh Lê nối giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa, đất đá tràn lấp mặt đường, cống rãnh, nhất là hiện tượng đá rơi với khối lượng lớn, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để đảm bảo giao thông, Cục Quản lý Đường Bộ 3 đã tổ chức phân luồng trên tuyến quốc lộ 27C, bắt đầu từ 17h30 phút ngày 25 tháng 11. Cụ thể, đối với phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 27C từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại, đề nghị không lưu thông qua đèo Khánh Lê từ km 37+400 đến km 65+453 kể từ ngày 25 tháng 11, cho đến khi lực lượng chức năng có thông báo mới, trừ các phương tiện của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khẩn cấp. Các phương tiện có thể lựa chọn lùi lại thời gian khởi hành hoặc lưu thông trên quốc lộ 1, đi quốc lộ 27B, quốc lộ 27 và các tuyến giao thông khác để đi Đà Lạt. Đối với các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 27C, từ km 0 đến km 37+400, không qua đèo Khánh Lê, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường nhưng với tốc độ chậm, không lưu thông khi phát hiện đường sạt lở, ngập nước sâu, nhường đường cho các phương tiện khi lực lượng chức năng, đơn vị quản lý, bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành chỉ dẫn của cơ quan, người điều tiết giao thông. Và bây giờ chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện về việc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Đức Trọng, Đơn Dương. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11, trên địa bàn Lâm Đồng đã có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to gây sạt lũ, ngập lụt ở một số địa phương như các huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Để khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh, giúp nhân dân đi lại an toàn, sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Đức Trọng, Đơn Dương tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng tổ chức đi kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo khắc phục hỗ trợ kịp thời đối với các địa phương người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức sơ tán di dời người dân trong vùng bị lũ ngập úng đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, lắp đặt biển hướng dẫn cảnh báo, cử các lực lượng ứng trực tại những nơi ngập lụt. Ngay sau khi nước rút, tổ chức thăm hỏi động viên giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Đức Trọng, Đơn Dương có biện pháp xử lý khắc phục đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn thông suốt, nhất là tại các vị trí cầu, ngầm tràn bị ngập gây ách tắc giao thông. 3. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động các lực lượng, vật tư, phương tiện để phối hợp với chính quyền các cấp, trước mắt tập trung tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và đưa người dân đến nơi an toàn. 4. Giao Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bố trí cán bộ tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi, báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại để Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời. Hết công điện. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông báo của công ty thủy điện Đại Ninh về việc chuẩn bị xả nước điều tiết xả lũ hồ Đại Ninh.
Trong những ngày vừa qua, do có mưa trên lưu vực nên lượng lớn nước về hồ Đại Ninh gia tăng. Mực nước hồ vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 11 là 876,13 m. Mực nước dân bình thường là 880 m. Lưu lượng vào hồ vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 11 là 520 m khối một giây. Với diễn biến tình hình khí tượng thủy văn tại hồ Đại Ninh như hiện nay, dự báo lưu lượng nước về có khả năng tăng cao trong thời gian tới do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc kết hợp với không khí lạnh và các cơn bão áp thấp nhiệt đới khác. Do đó, công ty dự kiến có thể sẽ phải xả nước điều tiết xả lũ qua đập tràn trong ngày 27 tháng 11 và các ngày tiếp theo. Thời gian và lưu lượng xả cụ thể phụ thuộc vào lượng mưa và lưu lượng vào hồ và sẽ được thông báo sau. Công ty kính đề nghị các đơn vị và ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du, chuẩn bị ứng phó, phối hợp chống lũ, chống ngập kịp thời nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi công ty tiến hành xả nước qua tràn, có chế độ trực ban 24 trên 24 giờ để đảm bảo thông tin liên lạc chặt chẽ và thông suốt. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Triển khai chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2019, hôm qua 25 tháng 11, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và nhóm thiện nguyện Từ Tâm Đà Lạt đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh tại trường tiểu học Lộc Nam C, huyện Bảo Lâm. Qua đó, đoàn công tác đã trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 310 suất quà cho toàn thể học sinh của trường, với mỗi suất quà gồm áo đồng phục, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe. Tổng trị giá chương trình trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các tốc và nhiều hoạt động sinh hoạt vui chơi tập thể, giúp các em có thêm hứng khởi vui tươi để học tập tốt trong thời gian tới. Được biết, dự kiến chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2019 của Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt sẽ trao 9.500 suất quà và một ngôi nhà tình thương với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Sau 4 ngày diễn ra, Hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank lần thứ 3 và Thanh niên tài năng khu vực Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 do Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc vào hôm qua 25 tháng 11. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11, hội diễn thu hút gần 500 thí sinh là cán bộ, nhân viên và người lao động đến từ 17 chi nhánh ngân hàng khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên, tham gia ở hai nội dung trình diễn nghệ thuật quần chúng và phần thi tài năng về kiến thức nghiệp vụ. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội diễn lần này với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng, ở nhiều thể loại, đặc biệt truyền tải được những phẩm chất tốt đẹp của con người, văn hóa của mảnh đất Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên và truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của Agribank. Qua đó đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Kết thúc hội diễn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Nông đã giành giải nhất toàn đoàn, nhì thuộc về Agribank chi nhánh Lâm Đồng và Quảng Nam. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 9 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các đội thi đạt thành tích cao. Riêng đối với các đơn vị đạt giải nhất và giải nhì sẽ được ban tổ chức lựa chọn tham gia vòng chung kết Hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank toàn quốc lần thứ 3 và Thanh niên tài năng năm 2019. Phần tin trong nước và quốc tế. Việc ngăn chặn kịp thời tình trạng tảo hôn sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xóa đói giảm nghèo ở miền núi. Tấm lòng của những người anh hùng thầm lặng sẵn sàng hy sinh vì người khác trong hoàn cảnh khó khăn sẽ còn động mạnh. Là lực lượng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước, song nhiều báo cáo gần đây chỉ ra rằng có tới 90% người lao động di cư không được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội và các chính sách công nơi sở tại. Thông tin được đưa ra tại hội thảo thường niên của các nhóm lao động di cư nòng cốt năm 2018 tổ chức ngày 25 tháng 11 tại Hà Nội. Trong hai thập kỷ qua, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị gia tăng cả về số lượng lẫn tỷ lệ. Dự báo vào năm 2019, có tới 5 triệu người di cư từ nông thôn ra thành thị, chiếm khoảng 5% dân số. Trong đó, 80% lao động nữ di cư có đem theo con tới nơi đến và không có chính sách riêng biệt về y tế, giáo dục dành cho các nhóm con của những người này. Tức là họ ra đi, rất nhiều người, cả vợ, cả chồng cùng lên thành phố, lên các khu công nghiệp làm ăn. Nhưng về cái điều kiện ở những cái khu công nghiệp đó, không có nhà trẻ, không có trường học, con cái họ phải để ở nhà. Mà khi
bố mẹ còn khỏe họ có thể nhờ cậy được, nhưng khi bố mẹ không còn khỏe nữa họ phải mang con lên, rất nhiều cháu phải bỏ học. Thu nhập của lao động di cư khá bấp bênh do công việc không ổn định, trung bình chỉ đạt 2,2 đến 2,5 triệu một tháng, thời gian làm việc bình quân 47,3 giờ một tuần. Đáng lo ngại, đa số làm các công việc lao động đơn giản trong khu vực kinh tế phi chính thức, không có hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đa lao động là người ta muốn làm tự do, là người ta đến gặp chủ nhà rồi nếu mà hai bên trao đổi ok thì là làm hết tháng là nhận tiền, không có một cái giấy tờ gì ràng buộc cả, nên người ta bị thiệt hại rất là nhiều. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng nhà nước cần rà soát các chính sách đối với lao động di cư như tiền lương tối thiểu, hỗ trợ bảo hiểm tự nguyện để người lao động được hưởng lợi công bằng hơn, tập trung thúc đẩy truyền thông để tăng khả năng tiếp cận thông tin của lao động di cư. Theo số liệu thống kê từ năm 2011 đến cuối năm 2016, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là trên 700 trường hợp. Tình trạng tảo hôn chủ yếu tập trung tại 67 xã thuộc 6 huyện miền núi trong tỉnh. Trước tình trạng tảo hôn, các cấp ngành địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giảm thiểu tảo hôn. Những buổi tuyên truyền về chính sách dân số, thông tin về hôn nhân gia đình được tổ chức thường xuyên ở các khu dân cư trên địa bàn huyện miền núi Sơn Hà. Mỗi tháng một lần, cán bộ trung tâm dân số huyện phối hợp với các tuyên truyền viên cơ sở tổ chức gặp mặt các chị em phụ nữ trong khu dân cư để thông tin về chính sách dân số. Thông qua các buổi tuyên truyền giúp cho người dân hiểu rõ hơn về vấn đề dân số, vấn nạn tảo hôn. Qua đó, người dân cũng đã nhận thức rõ hơn về những tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Như tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, những năm trước có nhiều trường hợp tảo hôn xảy ra. Nhưng từ năm 2017 đến nay, địa phương này đã đẩy lùi được tình trạng tảo hôn. Bây giờ, hiện tại bây giờ, đến năm 2016 đến 2017, bây giờ chị em mình đã tuyên truyền cho các chị em phụ nữ mình không còn sinh con thứ ba, cũng như là tảo hôn trước đây thì trước kia thì có, hiện tại bây giờ là giảm để không còn tệ tảo hôn nữa. Huyện Sơn Hà có 220 cộng tác viên tuyên truyền viên về dân số ở các xã trên địa bàn. Qua các buổi tư vấn, các tuyên truyền viên sẽ hỗ trợ cho người dân nắm rõ kiến thức để giáo dục định hướng cho các bạn trẻ trước khi kết hôn. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm giáo dục con cháu về thuần phong mỹ tục người Việt Nam, những vấn đề cần thiết về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hôn gia đình về giới tính, nghiêm cấm triệt để đối với con cháu trong trường hợp kết hôn chưa đủ tuổi pháp luật quy định. Hình tảo hôn ở trên địa bàn Sơn Hà thì cũng có giảm được tảo hôn, bởi vì là một số cái lợi ích thực trước mắt mà con chúng ta sau khi được tuyên truyền không thấy được thì con họ là sớm quá, mới 16-17 tuổi mà có lập gia đình rồi thì trong đời sinh đẻ học chưa có ý thức được chăm sóc con. Thứ nhất, thứ hai là vấn đề làm ăn kinh tế, học chưa có ý thức được vấn đề để mà làm ăn. Đi đối với việc tuyên truyền các chính sách dân số, Ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn cho già làng trưởng bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để tập trung tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Từ các lớp tập huấn của Ban dân tộc, các già làng đã tiếp cận được kiến thức mới về luật hôn nhân và gia đình, luật hòa giải cơ sở và nhiều quy định mới của nhà nước. Bằng uy tín của mình, họ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn khu dân cư. Đặc biệt, những người có uy tín đã có phần quan trọng trong vấn đề tuyên truyền tảo hôn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ở miền núi, giúp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là vai trò của người có uy tín đã phát huy được cái tác dụng là nghe và việc truyền đạt lại cho gia đình mình, cho xóm làng, cho bà con mình để mà là hạn chế đến mức thấp nhất đối với việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Cho nên trong thời gian tới thì ban dân tộc cũng chú trọng là đối với cái vai trò của người uy tín, rồi chú trọng đối với các cái tổ chức hội đoàn thể ở thôn trong các xã đặc biệt khó khăn. Nạn tảo hôn đã làm mất đi cơ hội về học tập, cơ hội cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe của người trẻ tuổi. Đặc biệt kết hôn cận huyết thống ảnh hưởng rất nghiêm trọng chất lượng dân số. Đây cũng chính là nguyên nhân của sự đói nghèo còn tồn tại dai dẳng trong một bộ phận đồng bào có dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. Do vậy, việc ngăn chặn kịp thời tình trạng tảo hôn sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xóa đói giảm nghèo ở miền núi Quảng Ngãi. Bão số 9 đã đổ bộ vào khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Bến Tre với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục đi sâu vào đất liền theo hướng Tây, Tây Bắc và tan dần. Sau đây là tổng hợp thiệt hại do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cung cấp. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương, thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra, tính đến 6 giờ ngày 26 tháng 11 là một người chết, 51 nhà bị sập đổ hư hỏng, 46 tàu thuyền và 99 lồng bè bị chìm hỏng,
718 hecta lúa và 380 hecta hoa màu bị ngập, hai vị trí đường sắt bị sự cố, 1.500 mét đường quốc lộ bị ngập, 170 mét đường tỉnh và 2.663 mét đê kè bị sạt lở hư hỏng, 119 cây xanh bị gãy đổ. Để tiếp tục ứng phó với mưa lũ sau bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tập trung duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu, sẵn sàng sơ tán di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổng hợp đánh giá thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão. Không chỉ riêng Việt Nam phải chịu tổn thất do cơn bão số 9, mà một số khu vực khác trên thế giới cũng đã phải gánh chịu sự cực đoan của thời tiết. Ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau những trận mưa lớn liên tục trút xuống nhiều vùng trên cả nước tại Iraq trong suốt hai ngày 24 và 25 tháng 11. Ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau những trận mưa lớn liên tục trút xuống nhiều vùng trên cả nước Iraq trong suốt hai ngày từ 24 cho đến 25 tháng 11. Theo Bộ Y tế Iraq, đa số những người thiệt mạng là trẻ em và phụ nữ. Một số trường hợp tử vong do chết đuối, bị tai nạn ô tô, điện giật hay bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập. Trước đó, ngày 23 tháng 11, các trận lũ quét xảy ra quanh thị trấn Sikat, tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq cũng làm 7 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Người dân tỉnh Salahuddin đã phải dùng thuyền nhỏ để sơ tán khi nhà cửa bị ngập chìm trong lũ. Giới chức địa phương cho biết, hàng nghìn người hiện mất nhà cửa, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của trực thăng cứu hộ trong hoạt động sơ tán người dân. Các trận lũ lụt do mưa lớn sớm bất thường trong những tuần gần đây tại Iraq đã tạo thêm áp lực đối với chính phủ mới ở nước này trong việc cung cấp dịch vụ và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các tỉnh bị tàn phá nặng nề trong cuộc chiến chống IS. Trước tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và xoa dịu tình hình. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày 26 tháng 11 sẽ tiến hành cuộc họp khẩn về vụ việc này. Tuyên bố của EU bày tỏ hy vọng Nga khôi phục tự do đi lại qua eo biển Kerch và hối thúc các bên hành động với sự kiềm chế tối đa nhằm xoa dịu tình hình ngay lập tức. Trong khi đó, NATO cũng hối thúc kiềm chế và giảm thiểu căng thẳng, đồng thời kêu gọi Nga đảm bảo việc tự do tiếp cận các cảng của Ukraine trên biển Azov phù hợp với luật pháp quốc tế. Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành cuộc họp khẩn về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine vào lúc 11 giờ ngày 26 tháng 11, tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của cả Nga và Ukraine. Trong bối cảnh các mối quan hệ giữa Moscow và Kiev vẫn chưa êm thấm sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, vụ việc mới nhất giữa hai bên trên Biển Đen được cho là sẽ tiếp tục đẩy hai nước lún sâu thêm vào mâu thuẫn. Siêu bão Harvey đổ bộ vào bang Texas nước Mỹ gây ra những hậu quả khủng khiếp về người và tài sản. Được đánh giá là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Mỹ từ năm 2005, Harvey gây mưa lớn, nhấn chìm nhà cửa, đường xá tại nhiều thành phố ở bang Texas. Thế nhưng tấm lòng của những người anh hùng thầm lặng sẽ còn đồng mãi. Trong cơn bão Harvey, hàng nghìn người dân Mỹ bị mắc kẹt do mưa lớn gây ngập nước. Thế nhưng rất nhiều người đã không quản ngại nguy hiểm để cứu người. Họ là những nhân viên cứu hộ. Họ chạy đua với dòng nước lũ để cứu người dân ở các khu vực nguy hiểm. Không chỉ chính quyền liên bang, chúng ta, tất cả mọi người dân, toàn cộng đồng cần phải chung tay giúp đỡ nhau. Hai vợ chồng tôi bị kẹt trong nước lũ từ đêm hôm trước. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không thể sống sót. Rất may những người cứu hộ đã đến kịp thời. Cảm ơn đã cứu sống chúng tôi. Nhiều người dân Mỹ đã sử dụng thuyền cá nhân để cứu giúp hàng xóm, người thân, hay có những gia đình đã không ăn không ngủ để đi giúp đỡ người khác. Tôi muốn chắc chắn rằng những người thân yêu và bạn bè, hàng xóm đều được an toàn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hy sinh vì người khác trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Hàng ngàn nhân viên của Amazon tại nhiều nước ở châu Âu đã đình công để phản đối điều kiện làm việc khắc nghiệt ngay trong ngày Black Friday. Theo The Guardian, tại một nhà kho ở Madrid, có tới 90% trong tổng số 1.800 công nhân đã đình công trong vòng 2 ngày. Trong khi đó, tại Anh, công đoàn tổ chức đình công tại 5 nhà kho vì lý do an toàn lao động. Nhiều công nhân cho biết họ bị chứng đau lưng kinh niên và trong 3 năm qua, xe cứu thương đã được gọi tới 600 lần để xử lý các vụ chấn thương của công nhân tại nhà kho của Amazon. Tại Đức, công nhân cũng đã đấu tranh hàng năm trời để có mức lương cao hơn. Công đoàn Verdi cho biết, thu nhập của công nhân tại nhà máy Amazon thấp hơn những công việc bán lẻ hay giao hàng khác.
đây không phải là lần đầu tiên nhân viên Amazon đình công trong năm nay. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cùng gặp gỡ cô Conser Kasan, người giáo viên vượt qua bệnh tật của bản thân để gắn bó với em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là một trong số ít thầy cô giáo người đồng bào dân tộc thiểu số có thâm niên giảng dạy lâu nhất tại trường mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương. Vượt qua bệnh tật của bản thân bằng lòng yêu nghề mến trẻ, nên cô giáo Conser Kasan đã gắn bó với nghề giáo hơn 15 năm qua. Cô luôn giành được tình cảm từ đồng nghiệp và phụ huynh. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cô giáo Conser Kasan. Với tâm lòng yêu trẻ, sự nhiệt huyết trong công việc, nên cô giáo người Cờ Ho của buôn làng Bờ A, tên Conser Kasan, đã gắn bó với ngôi trường mầm non Sơn Ca, huyện Lạc Dương suốt 15 năm qua. Cứ nhìn dáng vẻ bề ngoài luôn vui tươi, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn trong từng tiết dạy, ít ai biết được rằng từ năm 2009 đến nay, cô giáo Conser Kasan đang sống cùng với căn bệnh hiểm nghèo ung thư vú, với những cơn đau thắt lòng, phải nhiều lần đi hóa trị, xạ trị. Các đơn thuốc đặc trị cứ thế chồng chất lên. Cũng vào thời điểm vừa phát hiện bệnh được 2 tuần, thì thêm một nỗi đau nữa ập đến. Chồng cô qua đời, để lại cô với đứa con trai còn thơ dại. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần dồn dập, cứ tưởng chừng cô gục ngã, không thể đứng vững. Thế nhưng vì ý chí, nghị lực của bản thân, cô Conser Kasan cố gượng dậy tiếp tục như một con ong chăm chỉ, cần mẫn, lặng lẽ với công việc mà cô đam mê, yêu thích, đó là được chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Hiện tại bây giờ thì tôi cũng cố gắng hơn nữa. Hiện tại bây giờ cái bậc học mầm non nói chung cũng là vất vả thì tôi cũng phải luôn cố gắng học hỏi để về chuyên môn nâng cao hơn nữa về cách chăm sóc giáo dục cháu có hiệu quả hơn. Biết được hoàn cảnh của gia đình cô giáo Conser Kasan, trường mầm non Sơn Ca cũng tạo điều kiện rất nhiều về vật chất và chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm theo đuổi công việc. Tôi rất là để quan tâm đến những giáo viên, không những cô Sarang và những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Nếu như mà như đối với cô Sarang á, mà có cái bệnh hiểm nghèo như vậy, thì hàng ngày chúng tôi là cận kề và hỏi thăm, xem thử bệnh tình đã chuyển biến đến đâu. Và trong các nguồn của nhà trường, ví dụ nhà chị em đóng góp mà chơi tương trợ là cũng để dành cho cô Sarang, để cô Sarang được lấy chứ. Và cô Sarang, để mà cô Sarang đi chữa bệnh. Rồi có cái nguồn vốn như là vốn vay của Liên đoàn Lao động huyện vừa rồi thì chúng tôi cũng làm hồ sơ để mà đưa tới cho cô Sarang, để cô Sarang có một nguồn vốn. Cô luôn rất là nỗ lực cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Là một giáo viên lâu năm nhưng mà cô luôn tìm tòi chịu khó để mà đổi mới cái phương pháp giáo dục hàng ngày đối với trẻ, đặc biệt là cô luôn hàng ngày là cô đến lớp là luôn quan tâm chăm sóc đến các cháu và luôn hòa đồng với các cô đồng nghiệp trong nhà trường, và những công việc giao của nhà trường thì cô luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Không ỷ lại vào sự quan tâm của mọi người, bản thân cô giáo Conser Kasan cũng tự vươn lên bằng cách tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động phong trào ở trường, ở huyện tổ chức. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường. Với sự phát triển của xã hội, việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng đòi hỏi cao. Vì thế, cô Conser Kasan luôn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhanh nhạy trong cách ứng dụng linh hoạt vào các tiết dạy. Và bằng chính sự yêu thương trẻ nhỏ như con cái của mình, nên cô Conser Kasan luôn được nhà trường và phụ huynh đánh giá cao. Vào những ngày 20 tháng 11, chỉ bằng sự thăm hỏi nhẹ nhàng hay chính những bông hoa đơn sơ mộc mạc của học trò, tất cả cũng đủ để những người thầy, người cô cảm thấy ấm lòng, bởi nghề giáo vẫn luôn là nghề được xã hội tôn trọng. Mà trong đó, chính những tấm gương nghị lực vượt khó của cô thầy làm động lực cho bao lớp thế hệ học sinh và xã hội trân quý. Cô giáo Conser Kasan cũng là một trong những thầy cô giáo như thế. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.